Kim Nông Dân xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đi thăm vườn cà phê của ông bạn, cực kỳ là nhiều trái luôn nha. Và cực kỳ đẹp. Vườn này thì vườn thả đọt đó mọi người. Đó mọi người xem ở đằng sau kia này. Cực kỳ là nhiều trái luôn nha. Đây. Thấy chưa? Thả rất là nhiều trái luôn. Đó. Cây nào cũng có trái hết nha. Vườn này thì hơn 200 cây. Hôm nay thì làm cho ông bạn đi phun thuốc á mọi người. Đó, thấy chưa? Cao cực kỳ đẹp luôn á. Đây. Cây nào cũng đẹp hết. Vườn này thì thả đọt giống TR4 nha. Nhưng mà cực kỳ là sai trái nha. Đó. Đây. Giống TR4 này. Thả đọt. Mà trái cũng khá là nhiều ấy. Đây. Quay cho các bác xem này. Bên kia đây. Đây. Cả cực kỳ đẹp luôn á. Xanh trái nhiều. Quá đẹp luôn các bác ơi. Cả này mà được chỉ cần 500 cây thôi các bác ạ. Có giá như năm nay nữa là quá ok rồi các bác. Đó. Như mình thì cài như này thì quá ok rồi. Đó. Nhiều bác thì làm hơn cái này nhiều. Và đối với em thì như thế này ok rồi. Đó. Đây mới phun thuốc lần đầu á. Thấy chưa? Cây này như xanh lùn. TR4. Giống TR4. Các bác thấy sao về vườn cà phê này? Nếu các bác thấy đẹp hay là như thế nào đó theo quan điểm của các bác thì các bác cho mình một bình luận ở dưới video nha. Giờ thì mình xin kết thúc clip ở đây nha. Giờ mình đang kéo ống để phun thuốc các mọi người. Hẹn mọi người clip sau nha. Bye.